Bạn muốn tạo ra những giao diện web độc đáo, linh hoạt và thu hút? Hãy cùng khám phá những mẹo nhỏ nhưng vô cùng hiệu quả với Flexbox và Grid trong CSS. Với Flexbox, bạn có thể căn chỉnh các phần tử theo nhiều cách khác nhau, ví dụ Flex Direction, quy định hướng sắp xếp các phần tử, hàng dòng. Flex Wrap, cho phép phần tử tự xuống dòng khi không đủ chỗ. Alinatum, căn chỉnh phần tử theo trục dọc Cross Axis. Justify Content, căn chỉnh phần tử theo trục ngang, main axis. Align content, căn chỉnh dòng khi có nhiều dòng trong flex container. Align shape, căn chỉnh một phần tử riêng lẻ theo trục dọc. Các mẹ sử dụng Grid. Grid còn mạnh mẽ hơn Flexbox, cho phép bạn tạo ra các bố cục phức tạp với nhiều cột và hàng. Bạn có thể tùy chỉnh kích thước, khoảng cách giữa các ô một cách dễ dàng. Grid Gap hoặc Gap, tạo khoảng cách giữa các hàng và cột trong Sys Grid. Pro Gap, khoảng cách giữa các hàng. Column Gap, khoảng cách giữa các cột. Nó giúp tạo không gian giữa các phần tử mà không cần thêm padding hay margin cho từng phần tử trong lưới. Justify Item, căn chỉnh các phần tử theo trục ngang trong mỗi ô của grid. Các giá trị gồm Start, End, Center, Stretch, Align Item. Căn chỉnh các phần tử theo trục dọc trong mỗi ô của grid. Các giá trị cũng gồm Start, End, Center, Stretch. Cả hai đều giúp kiểm soát vị trí của phần tử bên trong từng ô trong lưới. Để tạo ra những hiệu ứng mượt mà, chúng ta có thể sử dụng các thuộc tính như Transition, Animation. Những hiệu ứng này giúp giao diện web trở nên sinh động và hấp dẫn hơn. Bạn có thể tham khảo thêm một số website Animation. Như vậy, với những kiến thức cơ bản về Flexbox và Grid, bạn hoàn toàn có thể tạo ra những giao diện web độc đáo và chuyên nghiệp. Hãy tiếp tục khám phá và sáng tạo nhé!